Rồi quay vô về mà nó cầm máy ra nó chụp không, là liền. mấy của chị ba. Còn mấy đây chụp bao nhiêu chụp nữa. Nhưng mà đây ghi nhiều 5-6 thì dung lượng nó cao. Để mà cái đó 3 phút cũng được. Rồi 3 phút mà. Sáng định không ra cái Ra đấy cũng được rồi. kêu qua giờ phát hiện là chắc ra cũng ra rai. Ra mấy người bôi thuốc nữa chị, nó gom cùi. Nó bôi thuốc gì? Mẹ cho bôi thuốc gì vậy cô? Thuốc của chị. À, thuốc của em. À, phải bữa mày lên mày mua cho chị em bôi ăn. Thì kêu không có thời gian đi nặng gì. Thấy là nhiều nặng nhiều quá cũng mệt.